Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người ơi, cho mình gửi một lời chúc buổi tối vui vẻ đến tất cả mọi người nhá. Hôm nay em lại lên một em bình Cutani đây mọi người ơi. Quay cho mọi người xem chuyện ở trước. Bình Cutani nhá, họa tiết vẽ tay. Hoa mẫu đơn và hai em vịt. Đây vịt rất là hay luôn mọi người. Đấy, đây là một con vịt. Đây, đằng sau cũng có một hoa mẫu đơn nữa. Đây để mình đo kích thước cho mọi người xem nhé. Đây em quay họa tiết xong rồi anh đo kích thước cho mọi người. Kích thước của em bình này là 24 mọi người nhé. Khoảng 24, 25 mọi người. Bình này là chiều cao của nó 25. Miệng của nó là 14 mọi người nhé. Miệng 14. Xem vòng bụng nó bao nhiêu này. Vòng bụng nó 78 mọi người nhé. Vòng bụng 78. Vòng bụng 78. Họa tiết vẽ tay, hoa mẫu đơn và hai em vịt. Đây để mình quay cho mọi người xem cái chi tiết của bình đây. Bình này là không phải là men dạn mọi người nhé. Đây, bên trong đây nó vỡ, nó bụi bẩn theo thời gian này mọi người. Cổ của nó đây, cổ nó có 1, 2, 3 đường đường chỉ nên là nó tạo điểm nhấn cho cái bình này trông rất là đẹp hơn mọi người ạ. Hey, chuyện nói chung là bình này thì không có một vết gì luôn mọi người, đằng sau nó có một bông hoa mẫu đơn nữa. Vẽ nổi khối lên mọi người nhé. Mọi người ai mà muốn mua cái bình này cứ liên hệ với mình qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Mọi người cứ liên hệ vào đấy thì có gì thì hỏi mình qua Zalo nhé, mình có thể gửi ảnh cho các bạn xem rồi các bạn lấy hàng của mọi người nhé. Mình xin chào tất cả mọi người nhé, bye bye mọi người.